Chào mừng quý bà con cùng các bạn đến với video ngày hôm nay. Hầu hết người chăn nuôi lợn thương phẩm đều không biết cách phân biệt các cái bệnh do virus gây ra, đặc biệt đó là bệnh tai xanh và bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vậy làm như thế nào để phân biệt được cái bệnh này thông qua cái triệu chứng để chúng ta nhận biết được? Thì hôm nay tôi xin mời quý bà con cùng các bạn sẽ theo dõi video sau để chúng ta có thêm cái phần nhận biết về cái bệnh tai xanh và bệnh dịch tả lợn châu Phi. Xin mời quý bà con cùng các bạn theo dõi video. Đây Tuấn, ô này như là đàn này giờ còn ăn tốt không anh? Vẫn ăn bình thường, nhưng mà nó không ăn mạnh như mọi hôm. Có sốt, ăn nhạt mắt. Có ho không ạ? Có con khục khoạc ho. Những cái ấy kia là tôi vừa mới dồn lợn ra xong, tôi vừa mới đánh dấu những cái con này. Những con kém ăn ấy. Không phải, nó nằm ngủ, nằm ngủ đã nhẽ không ấy, nó kiểu nó hay trèo đống lên nhau ấy. Nó sốt mà anh, nó sốt nó mà. Mà không phải nói. Đây những con này mắt nó ghèn đây này. Hả? Nhìn nào, mắt nó bị nóng ghèn mắt đây này. Đây, rửa mắt. Cái chuồng này của bác để kín quá. Kín quá. Kín quá. Để thông thoáng tí. Nó có rét thì cho kín. Này cái hàm lượng amoniac trùng nuôi nó cao. Khu bên này thế nào? Cái ô kia là nó ở ô này. Đây là những biểu hiện mấy con lợn đang bị sốt, nằm chồng đống lên nhau. Vì lúc nào cũng có cảm giác bị rét, vì vậy là những con lợn rất dễ nằm chồng đống lên nhau. Chỉ lúc nào có người đến thì những con lợn bắt đầu mới xua, thì lúc đó lợn mới dậy, còn lại vẫn chỉ có nằm chồng đống với nhau. Còn đối với trong trường hợp này là lợn bắt đầu có biểu hiện nôn. Như ở trên video chúng ta thấy được lợn đang bắt đầu nôn. Đó là những cái dấu hiệu ban đầu. Đó là những cái dấu hiệu về triệu chứng nôn. Đặc biệt đó là một số con thì sẽ chuyển sang bị biểu hiện về thần kinh. Giống như con lợn đang ở trên màn hình đây. Và một số con thì tai tím, sốt cao, ly bì. Đối với những con này cũng đã có cái biểu hiện sốt rất là cao. Đây là giai đoạn cuối của bệnh. Những con bị thần kinh này thì cũng thời gian chắc chỉ còn một đến vài tiếng đồng hồ là sẽ kết thúc bệnh. Thế như vậy đối với cái bệnh tai xanh thì nó có biểu hiện là rất rõ ràng ở phía tai, gần như chuyển màu xanh. Tuy nhiên đây trong trường hợp này là ghép với tả châu Phi có biểu hiện nôn như quý bà con đã quan sát được. Vừa rồi quý bà con cũng đã được theo dõi đoạn video về những cái triệu chứng rất là điển hình đối với bệnh tai xanh cũng như bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đối với bệnh tai xanh thì đặc biệt là lợn sốt cao, ly bì, sốt chồng đống nhau. Trong quá trình chúng ta tiêm thuốc hạ sốt nhưng không có tác dụng cắt sốt. Và tiếp diễn sau đó có thể kế phát một số cái trường hợp bị ho và hay gọi là hiện tượng viêm phổi. Sau nữa có những trường hợp bị tiêu chảy. Nhưng trong trường hợp này, với những cái triệu chứng như chúng ta đã quan sát trên video, biểu hiện nôn là một, biểu hiện triệu chứng về thần kinh là rất rõ ràng của một cái số triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Như vậy thông qua cái triệu chứng như trên để chúng ta cũng nhận biết được với những cái bệnh do virus gây ra, để chúng ta có kế hoạch phòng cũng như khoanh vùng dịch để khống chế dịch bệnh trong trang trại của chúng ta. Ở đây tôi xin lưu ý rằng với quý bà con cùng các bạn, đây là một số cái cách để nhận biết thông thường. Tuy nhiên nếu muốn chắc chắn hơn, chúng ta vẫn nên lấy mẫu để cho đi xét nghiệm để có kết quả chính xác nhất, để chúng ta xử lý, để chúng ta chủ động việc xử lý khoanh vùng dịch ở trong trang trại của chúng ta. Và cũng như theo hướng dẫn của bên thú y,
Xin cảm ơn quý bà con cùng các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý bà con cùng các bạn thấy video có giá trị thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhiều người chăn nuôi khác cùng biết. Và hãy đừng quên đăng ký vào kênh của tôi để tiếp tục nhận được video mới hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con cùng các bạn.